Và sẽ bước lên một sân khấu bây giờ ở vị trí thứ hai cả nhìn của chung kết Olympic 2015 là bạn đến trường trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận. Thi Hưng Đạo và thi mình anh nhận trường và thi trường bạn mình anh nhận trường và đã có điểm số 200 và là nhì của thằng công chơi bảo chúng ta cũng như là rồi mà chúng ta đã rồi anh chín mai à đồ chưa đâu mà thì đã có đồ hai trăm hai mươi triệu thế à? Chỉ chấp này. Đang thi được trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Nghĩa và ông Trần Phải. Chúng ta đến với giây phút giới thiệu có một vị khách quý cũng vừa xuất hiện trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Đó là ông Nguyễn Đức Chính. À, chủ tịch tỉnh Quảng Trị.